vừa ra mắt đã bị ném đá chê là thảm họa. Đến lúc nhìn nhan sắc thật của Zero Nine, ai cũng phải câm nín ngay lập tức. Nhìn diện mạo ngoài đời thật của các thành viên Zero Nine, nhiều người phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra. Những ngày vừa qua, nhóm nhạc Zero Nine do công ty của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đào tạo và quản lý khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi có tham vọng trở thành BTS bản Việt. Zero Nine ra đời với 7 thành viên được tuyển chọn từ 20 thực tập sinh, đào tạo trong vòng 2 năm và theo đuổi phong cách Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhóm nhạc và MV đầu tay này ra mắt được vài ngày, Zero Nine và sản phẩm của nhóm đã vấp phải sự chê bai của đám đông khán giả. Không chỉ thế, phong cách ăn mặc và make-up quá lòe loẹt trong MV, không ăn nhập gì với ngoại hình của các thành viên, cũng bị ném đá thậm tệ. Mặc dù vừa ra mắt đã bị ném đá chê là thảm họa, nhưng đến lúc nhìn nhan sắc thật của các thành viên Zero Nine ngoài đời, ai cũng phải câm nín ngay lập tức. Trong MV, trang phục nửa mùa, tóc tai màu mè là thế, nhưng ngoài đời các thành viên Zero Nine lại có gu thời trang khá ổn. Không những thế, nhìn các anh chàng cũng có nhan sắc khá ổn chứ không đến mức thảm họa. Nhan sắc như mỹ nam Hàn Quốc của thành viên Leo. Nhìn những hình ảnh này thì cô gái nào mà không đổ rầm trước anh chàng. Không chỉ điển trai mà anh chàng cũng có phong cách khá chất. Thành viên Jibin, góc nghiêng thần thánh của anh chàng. Lúc trút bỏ lớp son phấn trong Jibin vẫn rất điển trai. Có lúc anh chàng cũng rất nhí nhố như thế này. Thành viên Island của Zero Nine. Trong nhóm anh chàng đảm nhận vị trí hát chính. Nhan sắc và ngoại hình trước khi thay đổi để ra mắt của anh chàng khiến cư dân mạng không khỏi suýt xa. Thành viên Gen cũng rơi vào tình trạng bị diêm hàng thảm hại sau khi ra mắt. Nhan sắc không phải dạng vừa đâu của anh chàng. Sau khi nhìn những hình ảnh đời thường của các thành viên Zero Nine, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao nhan sắc và phong cách ngoài đời ổn là thế, vậy mà sau khi ra mắt, Zero Nine lại trở thành thảm họa.